Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài thông qua hình ảnh địa phương, thí điểm thực hiện tại 8 địa phương. Theo đó, 8 địa phương sẽ được thí điểm quảng bá hình ảnh đại diện cho hình ảnh quốc gia, bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế và Bà Rịa Vũng Tàu. Đây đều là các địa phương có tình hình chính trị ổn định, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, môi trường kinh doanh tốt, du lịch có nhiều tiềm năng, tiêu biểu cho hình ảnh của đất nước Việt Nam. Bộ Thông tin Truyền thông sẽ lựa chọn cách quảng bá hình ảnh địa phương theo cách mới, qua 22 yếu tố, thể hiện ở hệ giá trị, chất lượng cuộc sống, tiềm năng kinh doanh, văn hóa và di sản du lịch và sản phẩm xuất xứ tại địa phương.